Trân trọng mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang đi trong cái khu du lịch ở Sunwood, Quảng Ninh. Và đây là thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hiện tại là Minh Toàn đang đi cái từ cái trò chơi mà khu tê giác cùng nộ ra. Và đây là một số cái cây mà cái đường này Minh Toàn thấy cái cây to to Minh Toàn đi vào. Wow, cây này khá to phết. Cái cây này là cây gì? Trong này trồng thì rất là nhiều sưa. Đấy, cây sưa nhưng mà chủ yếu là sưa trắng. Chủ yếu là sưa trắng. Hôm nay là một cái ngày mà du khách cũng không thể là cái mùa du lịch, nhưng mà các cái bạn trẻ và cái ngày cuối tuần về đây cũng rất là đông. Với bà con cô bác cũng có thể cảm nhận được cái sự đông đúc của cái ngày cuối tuần khi mà chúng ta về với Hạ Long Park. Trò chơi ở đây, cái trò chơi này thì dành cho các em tầm nhỏ tuổi như thế này thôi. Các em tầm nhỏ tuổi như này là chơi các cái trò chơi này là hợp lý hơn. Còn là một số cái bạn lớn tuổi hơn thì sẽ có những cái trò chơi mà rất là thú vị. Trong này khá là rộng. Đây có cả các cái tượng về sư tử và có cái nhà dòng sông thử thách. Không biết là dòng sông thử thách là nó bao gồm cái gì trong này đây. Hello. Đây là dòng sông thử thách. Nhưng mà muốn đi được vào cái này thì chắc là phải có cái đường đi vào. Và cái đường đấy không phải là cái đường này. Đây là một cái khu nhà. Nhà này là nhà gì mà nhìn rất là kiên cố. Đây nhà này thì có một cái thác gọi là thác nhân tạo, gọi là thác nhân tạo đây phía trước nhà này. Chắc trèo qua đâu đấy vào. Và vào đây thì chúng ta sẽ tận hưởng các cái dịch vụ như thế này, đi thuyền, đi tàu như thế này, thuyền. Thì chúng ta chơi trong này thì với giá vé là hiện tại bây giờ là vào mùa này, giá vé hiện tại là 50.000 đồng người lớn, trẻ em có chiều cao dưới 1m thì chúng ta sẽ không mất phí, không mất vé. Con voi chính vì trong này nhiều cái như thế này nên mà trẻ em rất là thích vào đây. À, mình toàn sẽ đi vào trên này. Ai đi vào phía trong này. Đây trong này cũng đang xây dựng những cái khu xây dựng là mình không vào. Cái khu vui chơi mà bây giờ là đang trong cái mùa mà nghỉ du lịch, thành ra là không phải là mùa du lịch.
là ở đây đang xây dựng rất là nhiều. Khu này là chắc là nước là không toàn xem là khu gì nhé. Thật trong này nó rộng, mình toàn không biết hết rồi. Đây nó có các cái biển chỉ dẫn như này, ta có nhà hát hoa, hoa đăng này, thác hải tượng. Đây là thác hải tượng, thác hải tượng. Và có khả năng là đến đây là cái đường Cù Chòi, chúng ta sẽ đi ra phía ngoài này, bởi vì đây là đường cụt mất. Trong này có một số cái trò chơi với cảm giác mạnh thì có nhiều bạn trẻ rất là thích. Như vừa rồi chúng ta, nếu mà chúng ta muốn đi du thuyền là chúng ta vào cái nhà này là du thuyền nhiệt đới. Trong này khá là rộng nên đi bộ khá là mệt. Em mệt không? Đau chân không? Hả? Khi mà đi đến khu này chơi thì chúng ta nên đi những cái giày mà nó không cao gót, và nhất là những cái mà chị em thì về đây thì cũng không nên đi những cái guốc cao gót, bởi vì trong khu này là rộng. Em có chơi trò chơi gì không? Cái này phải con, cái này tuổi tuổi Đức chơi. Mình sẽ đến cái đầu kia. Bên đấy để quay một số. Bên đấy là đi đường nào đây? Đi đường nào đến đấy rồi. Đây có những cái đỏ này. Đây thì các bạn có những cái trò chơi, các bạn cũng có thể nói là muốn chơi những cái trò chơi thì chúng ta sẽ tham gia một số cái trò chơi cảm giác từ nhẹ cho đến mạnh. Và đây mình toàn là sẽ đi đến cái trò chơi mà cảm giác mạnh nhất nhé. Gửi đến cho quý bà con cô bác một số cái hình ảnh về cái trò chơi cảm giác mạnh nhất ở trong Hà Lộc Bắc này. Đi vào trong này chơi nhỉ, khách chép lên đi chân đất được chứ. Bên thưa các bạn, mình có một
gái đi cùng mà em đấy đi khá mệt, bởi vì là hôm nay em đấy đi giày cao gót, chính như thế mà cũng khá rất là mệt khi mà đi dạo trong quanh này, trong cái khu này. Em cứ bà con cô bác khi mà chúng ta đi du lịch trong này thì chúng ta cũng nên là đi những cái đôi giày nó nhỏ nhỏ, thấp gót thôi. Trước có một em gái rất là xinh luôn. Đây là một cái bản đồ khu vui chơi trong này, và chúng ta sẽ không bị lạc. Đây là chúng ta sẽ biết được đường ra khi mà chúng ta nhìn theo những cái tấm bản đồ được trang trí ở trong này. Đó, ở đây thì có một em rất là xinh, đang ăn đi rất là số một luôn. Trong này cũng thu hút một số cái cặp đôi nương về đây để chụp hình, như đây các bà con, các bác cũng đang thấy, và chắc Minh Toàn cũng không đi đuổi theo cô bé này nữa, đi theo cô bé đấy, nhưng mà thôi cô bé đi nhanh quá các bà con. Đây Minh Toàn sẽ vào đây. Đây là phi long thần tốc. Phi long thần tốc. Và khi mà chúng ta vào khu phi long thần tốc này, chúng ta sẽ có một cái cảm giác thực sự là cảm giác mạnh khi mà chúng ta vào đây chơi. Đây, bây giờ mình toàn sẽ vào khu phi long thần tốc này để cho quý bà con, cô bác chúng ta sẽ biết về khu phi long thần tốc này. Bên trong đây là chỗ nghỉ ngơi, đây là các chủ ta đi vào thoải mái, em chơi thoải mái đi, không mất tiền đâu. Và vào đây thì khi mà chúng ta vào đây chơi, chúng ta sẽ gửi đồ các cái tủ như này để chúng ta gửi đồ, không thì đây là một cái trò chơi cảm giác nó rất là mạnh. Chính vì thế mà quý bà con cô bác chúng ta hãy gửi đồ ở các cái tủ này nhé, trước khi mà chúng ta vào những cái trò chơi như này. Xinh gái nhỉ, xinh gái. Ok, bây giờ Minh Toàn sẽ ra cái chỗ mà trò chơi mạnh nhất đến các bà con cô bác nhé. Các bà con cô bác, em là bà con cô bác.
các bác xem video tiếp theo. Đây.